cái kinh nghiệm và thầy cũng tìm hiểu về cách chăm sóc và cách để trồng cây hạnh phúc này nha. Cái hạnh phúc này thì được xem là một trong những loài cây phong thủy và có một gì nhỉ? Là có một cái gọi là mùa may mắn cho những ai mà sợ chúng hãy không có cây rồi để tìm hiểu về loài cây xinh đẹp này nha mọi người ơi. Thì đúng với cái tên của cây hạnh phúc, với cái tên của mình, cây hạnh phúc thường được gia chủ ưu ái đặt ở phòng khách về nơi làm việc, vì thế đem lại sự may mắn này, sự sung túc và cải thiện năng lượng tích cực trong gia đình. Vì vậy loài cây này á thì có ý nghĩa và phong thủy cũng như là phù hợp để trồng cái hạnh phúc này như thế nào ấy và cách trồng hạnh phúc này như thế nào, thì mình bỏ qua cái video này của mình để có thể tìm cái câu trả lời cho tất cả là cái thắc mắc hơn của các bạn nhé. Thì để tập trung thì cây hạnh phúc này thì có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, và đặc điểm hình thái của cây này thì cây hạnh phúc này cũng có thân gỗ và khi trưởng thành thì cây có thể cao từ 1m đến 3m, còn để thành sai cái cây của mình đang cầm đây là cây nhỏ, cây con, cây non á, và sinh trưởng theo môi trường tự nhiên. Cây lá mọc xung xuê có màu xanh non khi còn nhỏ và đậm đà đậm dần khi nó trưởng thành. Điều đặc biệt là mỗi cành sẽ có một chùm gồm có 3 lá tạo nên hình thái trái tim rất đẹp mắt. Mỗi nhánh sẽ có 3 chùm lá như thế này. Đấy, đây là mỗi nhánh. Đây mỗi nhánh như thế này sẽ có 3 lá cùng nhau thành trái tim này. Cây này khi mà lớn lên mà ra hoa ấy, thì cây này sẽ cho ra hoa màu trắng và sau đó sẽ kết thành quả hình hạt đậu. Tuy nhiên thì khi trồng trong nhà thì môi trường sống không đáp ứng đủ nhu cầu thì cái cây này sẽ hiếm ra hoa, thế nên là mình cần phải để ngoài ánh sáng, ánh nắng để cây có thể phát triển tốt và ra hoa tốt. Cái loại bây giờ mình đang cầm đây là cây thủy sinh, là hạnh phúc thủy sinh, là trồng nước. Còn một loại nữa đây, mình có hai loại là trồng ngoài đất và trồng thủy sinh, thì bây giờ mình có hai loại như thế này. Là một loại cây giống nhau, một loại là trồng đất, một loại trồng nước, khác nhau thế thôi, còn lại là giống nhau hết. Tí nữa mình sẽ nói về cách chăm sóc cách trồng của cây này, bây giờ mình sẽ nói về ý nghĩa phong thủy của cây này. Thì theo dân gian thì đặc trưng của cây hạnh phúc thể hiện sự vui vẻ, niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Đối với những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống, loài cây này sẽ truyền đến cho họ một nguồn năng lượng tích cực, giúp cho họ vững tin vào tương lai và sẽ từ đó một tương lai tốt đẹp hơn. Đó, từ đó một tương lai tốt đẹp hơn đang đến dần chúng ta. Thì ngoài ra cây hạnh phúc còn biểu trưng cho sự tinh tế, độc đáo, tham mơ tính cách của mỗi con người sở hữu cái cây này. Đồng thời thì nó là cây phong thủy cát tường và giúp gắn kết những thành viên trong gia đình và giữ được hòa khí trong trong gia đình và mang lại niềm hạnh phúc và may mắn tài lộc cho gia đình của mình. Thì đặc biệt hơn là thế giới còn chọn ngày 20 tháng 3 hàng năm để làm quốc tế ngày hạnh phúc, với mục đích truyền tải thông điệp và năng lượng tích cực đối với cá nhân và tập thể. Thứ ba là về công dụng của cây hạnh phúc này, thì cây hạnh phúc này tận dụng để trang trí ở nhiều nơi khác nhau như là phòng khách này, văn phòng này, phòng làm việc này, sảnh lễ tân, sân thượng và các địa điểm công cộng như quán cà phê, nhà hàng hay là các này. Đấy, giống như các loài cây cảnh khác thì cái hạnh phúc này giúp tăng thêm sắc xanh trong ngôi nhà của mình và hay là nơi làm việc của mình, bàn làm việc, trong ngôi nhà, trong ban công đó, thì khiến cho không gian của mình tươi mới hơn và tràn đầy sinh khí hơn. Ngoài ra thì với cái vẻ uy nghiêm vốn có của cái hạnh phúc này thì loài cây này giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại trong ngôi nhà của bạn đó. Và cái hạnh phúc này còn được mệnh danh là máy lọc không khí mini trong nhà, vì nó là trợ thủ đắc lực để giúp cho thanh lọc không khí và cung cấp năng lượng, cung cấp oxy khá lớn đó. Hoa nó có thể đem lại sự an toàn và sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình. Ngoài ra thì nhờ cái tên gọi xinh đẹp là cái hạnh phúc này, thì cái hạnh phúc đã được lựa chọn làm quà để
dành tặng cho bạn bè này, dành tặng cho người thân vào những dịp lễ quan trọng như là đám hỏi và tân gia. Về cái hạnh phúc này mà hợp với cả mệnh gì, mệnh như thế nào, tuổi gì thì đây mình xin giới thiệu qua với các bạn, đó là với màu xanh đậm của cây hạnh phúc sẽ hợp với cả mệnh kim. Và đồng thời kim sinh thủy thì loài cây này rất phù hợp với những người mang bảng mệnh thủy và mệnh kim. Khi trồng cây này trong nhà thì người mệnh thủy sẽ có nhiều may mắn và tài lộc, và hoặc là cảm giác đã được thư thái và động lực hơn đó, để có thể làm một công việc gì đó nhẹ nhàng thoải mái hơn đó. Tuy nhiên thì trên thực tế thì cây hạnh phúc này không kén phong thủy và có thể phù hợp cho 12 con giáp luôn. Và vì vậy thì dù sinh năm nào, năm bao nhiêu và tuổi nào, bản mệnh như thế nào thì có thể trồng cây hạnh phúc này trong nhà để cải thiện cái tinh thần và tiếp thêm cái vượng khí của mình trong gia đình. Thì cây hạnh phúc này có nên để trong nhà hay không? Thì với nhiều ý nghĩa tốt lành như thế này thì cây sẽ mang lại sự may mắn, và cây hạnh phúc này có thể trồng trong nhà và nhiều vị trí khác nhau như là phòng ngủ này, bàn học này, bàn làm việc và phòng khách, phòng bếp, phòng mà để tivi ở dưới kệ tivi á, để phòng khách, để ngoài ban công, rất là nhiều chỗ để có thể cái cây này. Ngoài ra về cách chăm sóc và cách trồng của cây này á, thì cây hạnh phúc này có sống tốt nên là có thể trồng ở nhiều khu vực, trồng quanh năm luôn, trồng quanh năm. Tuy nhiên thì thời gian phù hợp nhất để trồng cây này đó là vào mùa mưa. Vào mùa mưa thì có thể trồng cây này rất là tốt. Có hai phương pháp để trồng cây này, có thể là chiết cành hoặc là trồng bằng cây non như thế này, trồng bằng cây non như thế này mình trồng và để cho nó phát triển tốt nữa. Để chăm sóc được cây hạnh phúc này thì chúng ta cần về trồng ở đất này, về tưới tiêu này, và về nhiệt độ, phải để nhiệt độ phù hợp với ánh sáng, nhiệt độ ánh sáng này, về bón phân và ngăn ngừa phòng chống sâu bệnh nữa. Về giá cả của cây hạnh phúc này thì chúng ta có thể dễ dàng mua cây hạnh phúc tại các cửa hàng, website bán cây để có thể và các trang thương mại điện tử Facebook hay là TikTok, Zalo, nhiều người vẫn rất là bán cái này, thì có thể mua cây này trực tiếp tại một số các đường này, các con đường chuyên bán cây cảnh như là đường gần các cảnh đấy, ở khu vườn trồng cây. Cái hạnh phúc này có nhiều mức giá khác nhau, từ phẩm và kích thước, tuổi thọ và cái chất lượng trồng đi kèm. Và so với mức giá đó thì phổ biến hơn nhất là từ 100 đến 200 đồng một cây. Như cây của mình đang cầm là cây thử sinh và cây đất như thế này thì giá khoảng là 120.000 một cây như thế này. Rất đẹp, xung xuê, thân to, kèm giá xung xuê. Với cái giá cả như vậy thì rất là hợp lý rồi. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu mua thì có thể liên hệ người xóm số hotline của mình trên dưới này, hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook để liên hệ mua cây nhé.